đội của mình về được rồi là mình đi. Ồ anh này thấy được hành chính xác luôn, được phủi bụi chơi ngờ bụi lên người nha. Đúng rồi, trắng phụ nó luôn, trắng nó luôn. Cả nhà ơi, trò chơi có tơ tà tôm chiên lăn bột. Trò chơi này được Miss Go Hương xưa. Mà cái bột này có đủ thứ bột đó nha. Đặc biệt có một loại bột đó là bột nước cốt dừa. Nhiều lúc đó mình bận rộn quá, mình đâu có mua dừa về mình ngồi mà mình làm nước cốt chi. Và bây giờ hôm nay người ta tài trợ bột mì đổ ra đây. Các bạn sẽ lăn như một con tôm. Một cái bạn trong nhóm mình á, quạt như thế nào để rớt một cái miếng chanh, mình cắn được cái miếng chanh đó, mình lăn ngược trở lại đây. Mình gắn cái bức chanh nè lên cái tấm ra kia. Mọi người biết tôm chiên lăn bột gồm có gì không? Trước tiên là có bột, con tôm, cà chua làm giò làm hình, hành lá, cà chua là phải có nè. Nói vậy thôi chứ lấy đại chanh đi, chanh nào cũng được, lấy về lẹ lẹ nha. 3, 2, 1. Trời ơi, quạt mạnh lên. Rồi gắn lên, gắn lên. Yeah, lẹ, đi lẹ. Đội của mình về được rồi là mình đi. Ồ, anh này, nhớ là không được phủi bột trên người nha. Anh này lấy được trứng rồi, trứng đã dính. Anh này lấy được hành, chính xác luôn. Cái món này có hành. Quạt mạnh, quạt mạnh. Dán lên, dán lên. Lẹ đi, lẹ đi, không phải, lẹ lên, lẹ lên. Lấy đầu anh vô. Đúng rồi, đúng rồi, nó lấy cái càm hay quá. Lên, cố lên, cố lên. Không được phủi bụi chơi ngờ bụi lên người nha. Đúng rồi, cắn phụ nó luôn, cắn nó luôn. Đúng rồi, cắn nó, cắn nó, ừ, cắn luôn. One hour later. Cô đỏ ơi con. Hello. Hả? Màu xanh cắn luôn. Ai thắng hả? Xanh nó quá hay, nó lên nó còn cắn giật, nó giật của mình. Màu đỏ đỏ quá hiền. Xoay vòng coi, đẹp tuyệt vời không? Tẩm bột, đây là tôm chiên lăn bột. Còn nói gì nữa, đội xanh chiến thắng 200 điểm. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.